Sáng ngày 27 tháng 11, đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mới huyện do đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tránh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện làm trưởng đoàn, cùng đại diện các ban ngành cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể xã Chí Nang đã tiến hành kiểm tra thẩm định xét công nhận thôn Giàng Vìn xã Chí Nang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Trước buổi kiểm tra thẩm định, đoàn công tác đã phân công các tổ đi kiểm tra thực tế các tiêu chí của thôn nông thôn mới tại khu dân cư thôn Giàng Vìn để đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện và tiến độ xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới sát đúng với thực tế cũng như đối chiếu với quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 2 năm đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn Giảng Vìn cơ bản đạt chuẩn 14 trên 14 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, diện mạo nông thôn của thôn có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thôn không còn hộ gia đình nào ở trong nhà tạm bỡ rột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt gần 95%, 74% đường trục thôn trên địa bàn được bê tông hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn. 91% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ lao động trong độ tuổi trên địa bàn nông thôn có việc làm thường xuyên đạt trên 98%, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 33 triệu đồng trên một người một năm. Hiện nay toàn thôn có 100% số người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn trên 6%. Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thôn và kiểm tra thực tế một số hạng mục nông thôn mới trên địa bàn, các thành viên trong đoàn ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của xã trong việc xây dựng nông thôn mới tuy nhiên đoàn thẩm định yêu cầu thôn tiếp tục nâng cao chất lượng của các tiêu chí đã đạt trong xây dựng nông thôn mới như thực hiện chỉ tiêu vườn hộ và sắp xếp nhà cửa một số hộ dân công tác vệ sinh môi trường của một số hộ cần cố gắng thực hiện tốt đáp ứng tương xứng với quy định trong tiêu chí môi trường của thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tại mặt đoàn thẩm định, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tránh Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đánh giá cao việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của thôn Giảng Vìn đã đạt chuẩn 14 trên 14 tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí đề nghị thôn tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn, tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập và tiêu chí môi trường. Đồng chí cũng yêu cầu thôn, xã ra soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân huyện và tỉnh xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.